Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 3 tại Hà Nội, hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Nhân dân đã tổ chức lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ trên các ấn phẩm nền tảng của Báo Nhân dân. Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng, Báo Nhân dân đã triển khai đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ trên tất cả các ấn phẩm và nền tảng báo chí của mình. Sau nhiều tháng chuẩn bị công phu, bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 2024, Báo Nhân dân triển khai một sản phẩm trên Internet với cách làm chưa từng thấy, đó là chuyên trang đặc biệt chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, nhật ký diễn tiến chiến dịch suốt 56 ngày đêm, từ trận mở màn 13 tháng 3 năm 1954 đến ngày kết thúc thắng lợi mùng 7 tháng 5 năm 1954 là điểm nhấn quan trọng, bao gồm tất cả các diễn biến từng ngày tại mặt trận Điện Biên Phủ và trên các mặt trận địa phương khác trong cả nước liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao và dư luận quốc tế về trận chiến ở Điện Biên Phủ. Phần diễn tiến chiến dịch cũng sẽ được truyền tải bằng các phiên bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Nga, với hy vọng đưa những thông tin chính thống về chiến thắng Điện Biên Phủ đến với bạn bè quốc tế, nhất là độc giả trẻ. Cùng với nhật ký diễn tiến chiến dịch, phần thông tin toàn cảnh bao gồm các chuyên mục, tư liệu, dư luận quốc tế, Điện Biên hôm nay, hỏi đáp về chiến dịch Điện Biên Phủ và Multimedia đăng tải các đoạn phim truyền hình với nhiều hình ảnh quý do Truyền hình Nhân dân thực hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm bài viết của các chuyên gia được đăng tải trên chuyên trang đặc biệt này. Cách trình bày nội dung rất sáng tạo và cao cấp dưới hình thức e-magazine mang lại trải nghiệm độc đáo cho người xem tại địa chỉ website dienbienphu.nhanzan.vn. Nó là cái sự vào cuộc có thể nói là chưa từng thấy của tất cả các đơn vị thuộc Báo Nhân dân. Trước đây khi cho những cái đợt thông tin đặc biệt thì cái hoạt động lấy báo in luôn luôn là chính. Thế rồi cái cách thức tổ chức với các ấn phẩm, với điện tử, với truyền hình thì nó được thực hiện tương đối độc lập với nhau. Nhưng lần này là một cái tuyến thông tin mà có tổ chức, có bài bản, có kịch bản tổng thể cho toàn bộ hoạt động của Báo Nhân dân, từ báo in cho đến các ấn phẩm, cho đến điện tử, cho đến truyền hình. Việc Báo Nhân dân tổ chức lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện giúp nhân dân cả nước và thế giới hiểu biết sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của 70 năm về trước. Những câu chuyện hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau. Mong muốn được sự ủng hộ, được sự phối hợp với tất cả các cơ quan báo chí để cùng thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện để cho nhân dân trong nước và nhân dân trên thế giới biết được về sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển khai kế hoạch tổ chức các tuyến bài và chuyên trang nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Báo Nhân dân, Truyền hình Nhân dân đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, lên sóng chương trình đặc biệt 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình có thời lượng 5 phút, phát sóng liên tục vào 18 giờ 25 phút hàng ngày, từ ngày 12 tháng 3 năm 2024 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024 trên kênh Truyền hình Nhân dân. Nội dung chương trình đồng thời sẽ được biên tập thành các video clip ngắn, làm chất liệu cung cấp cho chuyên mục Multimedia của chuyên trang đặc biệt Chiến thắng Điện Biên Phủ.